Nhất định phải dứt khoát, không được mũi lòng. Alo, dạ anh Tùng em nghe đây. Chướng hả? Thảo trên tòa soạn không em? Dạ, em mới nghe sếp nói là Thảo xin nghỉ làm ngày hôm nay. Chắc là nó đang có bầu nên là ốm ngán nhiều lắm ha anh. Là bây giờ cô xin nghỉ rồi hả em? Dạ đúng rồi, Thảo mới vừa xin nghỉ mà. Nhưng mà Thảo nói là sẽ về nhà rồi viết bài rồi lên bài đều đặn mà anh. Mà có phải là Thảo có bầu rồi đúng không anh? Anh có nghe cổ nói như vậy, nhưng mà khi anh hỏi á thì cổ không có chịu nói, cổ có từ chối không mà, rồi chưa kể tiện nói giận với anh luôn. Ủa vậy nếu vậy sao nó xin nghỉ ta? Anh không biết nữa, tự nhiên sáng nay nè anh ngủ dậy anh không có thấy cổ đâu hết trơn á, rồi còn để lại cái lá thư đây nè, nói là dọn ra ngoài ở một thời gian. Sao mà nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Em có thể giúp gì không anh Tùng? Em có liên lạc được á thì có gì báo cho anh biết nha, giúp anh chuyện này nha. Dạ 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 em biết rồi, có gì em báo liền. Sao được con, họ có liên lạc được nó không? Dạ, cẩm chướng nói á là Thảo xin nghỉ trên tòa soạn rồi, nói là có gì về nhà làm việc, nhưng mà trên tòa soạn cũng không biết cổ ở đâu luôn. Ủa nhưng mà hồi nãy á mẹ nghe con nói trong điện thoại cái gì mà con hỏi Thảo rồi Thảo nó không có rồi giận con gì đó, là chuyện gì vậy con? Dạ Chướng nói là Thảo nói với cổ là Thảo bị ốm ngán. Cái gì ốm ngán? Ốm ngán. Dạ thì hôm bữa hai người đi ăn sushi với nhau đó, mà cái món đó là món yêu thích của Thảo, rồi hôm đó tiện Thảo nhìn cái món sushi Thảo tiện mắc ói. Ê ói là có thiệt nha, nhớ rồi, hồi tối này tôi đi ra toilet tôi thấy nó trong toilet nó ói quá trời luôn. Nó ói hả? Ừ. Như vậy là con Thảo nó đã có thai rồi. Sao tôi là bác sĩ mà nó không nói gì với tôi hết trơn vậy? Nhưng mà mọi người có thấy mâu thuẫn không? Trong khi con Thảo là vợ, thằng Tùng là chồng, mà chồng hỏi vợ có bầu không mà vợ chối, mà còn giận rồi bỏ đi nữa là sao? Nhưng mà tại vì mọi người không có hiểu, khi mà bà mẹ đang mang thai á là cái tâm lý của người ta thay đổi dữ lắm, có thể biến thành một cái người khác hoàn toàn luôn, mà toàn thay đổi theo cái chiều hướng xấu, tiêu cực không à. Thiệt tình nó không nói, tôi không có để ý mấy cái này. Trời ơi, bầu bì như vậy mà giấu chồng rồi đi ngoài đường, tâm lý căng thẳng vậy trời ơi, rồi ảnh hưởng tới em bé rồi sao? Là lỗi của tôi hết á, tại vì tôi cố chấp, tôi cứ ráng tôi chờ cái lời xin lỗi cho nên nó mới ra như vậy đây nè. Tôi nghĩ là không phải lỗi của bà đâu, mà là do ba đứa mình đó, lý ra ngay từ đầu nó về nhà chồng á mình phải thông cảm nó, sống với ba bà mẹ chồng mà mỗi bà tính cách khác nhau như vậy thì làm sao mà nó chịu nổi, mình phải thông cảm và mình phải thương nó chứ. Thì lúc đó mình có biết đâu mà thông cảm. Thật ra mình nghĩ lại đi, con Thảo nó đòi sống riêng với thằng Tùng, đâu có gì đâu quá đáng. Có người phụ nữ nào mà không muốn sống riêng với chồng mình? Có người nào lập gia đình mà không muốn có cái mái ấm riêng tư? Giống như trường hợp của tôi, bây giờ tôi sống chung bên nhà anh Chiến đó, tôi đâu có thấy thoải mái đâu. Bây giờ qua cái chuyện này mới thấy thương con Thảo. Mình lúc nào mình cũng nghĩ mình là mẹ, mình người lớn, mình nói gì cũng đúng. Con Thảo nhỏ nói gì cũng sai hết, mà không hiểu cái tâm lý của nó gì hết trơn rồi. Người ta là có là một mẹ chồng là muốn chết, con này ba bà, ba tính cách khác nhau, mà người nào cũng để cái tô mình lên trên hết trơn hết rồi. Mặc dù ở trong bụng nó không thích, nhưng ngoài mặt nó là lúc nào cũng vui vẻ, chiều lòng mọi người hết trơn, mà không ai hiểu tối ngày trách con nhỏ không mà trời ơi. Bây giờ nó có bầu đây nè, ở bên ngoài rồi ai lo cho sức khỏe của nó? Thôi bây giờ ba mẹ ơi, con không thể nào ở nhà được hết, để bây giờ con đi kiếm Thảo nha. Dạ, ba mẹ đợi con nha. Ráng kiếm vợ con về càng sớm càng tốt hả con? Cẩn thận nha con. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.